Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, các con hãy quan sát hình ảnh sau. Ở đây, cô có rất nhiều các loại hoa, đó là hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc và hoa sen. Mỗi loài hoa này lại mang trong mình một màu sắc, một vẻ đẹp riêng. Hoa hồng thì đẹp một vẻ kiêu sa, sang trọng. Hoa hướng dương thì đẹp một vẻ tươi tắn, rực rỡ. Hoa cúc đẹp một vẻ giản dị. Còn hoa sen đẹp vẻ thanh khiết, thanh cao. Và đây cũng là quốc hoa của đất nước Việt Nam chúng mình. Và vẻ đẹp của những loài hoa này đã góp phần tạo nên những màu sắc, tạo nên vẻ đẹp, tạo nên sự tươi tắn cho cuộc sống của chúng ta. Và vẻ đẹp của chúng cũng góp phần làm nên chủ đề mà chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu trong những bài học tới. Cô mời các con cùng bước vào chủ đề 19 mang tên Ngàn hoa khoe sắc. Và trước khi bước vào bài học đầu tiên của chủ đề 19 này, các con hãy quan sát giúp cô hai hình ảnh sau. Vậy bây giờ, các con hãy tìm giúp cô những từ phù hợp để gọi tên những sự vật và những hành động có xuất hiện ở trong bức tranh này. Như vậy, trong bức tranh này, chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh ở phía bên tay trái chính là một đóa hoa hồng. Còn hình ảnh ở phía bên tay phải, chúng ta có thể thấy bạn nhỏ đang múa xòe ô. Và trong những cụm từ như đóa hoa hồng và múa xòe ô có chứa những vần mới chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, chính là những vần đã được cô tô màu đỏ trên màn hình là vần oa và vần oe. Cô mời các con cùng bước vào bài học mới ngày hôm nay của chúng ta, bài oa oe. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các con cách đánh vần của hai vần này. Đầu tiên là vần oa. Vần oa có cấu tạo gồm hai âm là âm o và âm a. Âm o đứng trước, âm a đứng sau. Đánh vần là o, a, oa, oa. Các con hãy cùng nhắc lại một lần nữa. O, a, oa, oa, oa. Bây giờ, các con hãy quan sát hình ảnh của vần oa viết thường và vần oa in thường. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi nhận biết và đánh vần vần oe. Vần oe có cấu tạo gồm hai âm là âm o và âm e. Âm o đứng trước, âm e đứng sau. Đánh vần là o, e, oe, oe. Các con hãy cùng nhắc lại một lần nữa. O, e, oe, oe, oe. Tiếp theo, các con quan sát hình ảnh của vần oe viết thường và vần oe in thường. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng đi tìm hiểu hai vần mới là vần oa và vần oe. Vậy bây giờ, các con hãy cho cô biết hai vần này có điểm chung là gì? Rất chính xác, vần oa và vần oe có điểm chung là đều chứa âm o và âm o đều đứng trước. Vậy bây giờ, để kiểm tra lại xem các con đã thực sự ghi nhớ tốt hai vần mới là vần oa và vần oe hay chưa, cô mời các con cùng thực hiện bài tập sau. Cô rất vui vì các con đã ghi nhớ được hai vần mới rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi đánh vần và đọc trơn một số tiếng khóa của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, cô có tiếng hoa. Tiếng hoa có cấu tạo gồm hai phần là âm hờ và vần oa. Trong đó, âm hờ đứng trước, vần oa đứng sau, đánh vần như sau. Hờ, oa, hoa, hoa. Các con hãy nhắc lại một lần nữa. Hờ, oa, hoa, hoa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mô hình tiếng của tiếng xòe. Tiếng xòe có cấu tạo gồm 3 phần, đó là âm sờ, vần oe
và Thanh Huyền. Trong đó, Âm Sờ đứng trước, Vân Oe đứng sau và Thanh Huyền được đặt ở phía trên của âm O. Đánh phần như sau: Sờ, Oe xoe, Huyền xoe. Xoe. Các con hãy nhắc lại một lần nữa: Sờ, Oe xoe, Huyền xoe. Xoe. Bây giờ, cô sẽ kiểm tra lại xem các con đã ghi nhớ tốt cách đánh vần của những tiếng này hay chưa qua câu hỏi sau. Các con làm rất tốt. Sau khi các con đã đánh vần và đọc trơn được một số tiếng khóa trong bài học, chúng ta sẽ cùng đi đánh vần và đọc trơn những từ khóa của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta có hai từ khóa là hội hoa và múa xòe. Bây giờ, các con hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn những từ này nhé. Hờ, ôi hôi, nặng hội. Hờ, oa hoa. Hội, hoa. Các con hãy cùng nhắc lại một lần nữa. Hờ, ôi hôi, nặng hội. Hờ, oa hoa. Hội, hoa. Hội, hoa. Tiếp theo, từ múa xòe chúng ta đánh vần như sau. Mờ, ua mua, sắc múa. Sờ, oe xòe, huyền xòe. Múa, xòe. Chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa. Mờ, ua mua, sắc múa. Sờ, oe xòe, huyền xòe. Múa, xòe. Múa, xòe. Vậy bây giờ, các con hãy tìm giúp cô vần oa và vần oe nằm ở đâu trong những từ này. Rất chính xác. Trong tiếng hoa của từ hội hoa có chứa vần oa và trong tiếng xòe của từ múa xòe có chứa vần oe. Vậy sau khi các con đã nhận biết và nắm được hai vần mới là vần oa và vần oe rồi, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách viết của hai vần này. Các con hãy quan sát video sau. Ở đây cô có cách viết của vần oa. Khi viết vần oa, các con lưu ý cần đảm bảo khoảng cách giữa âm chữ O và âm chữ A. Và lưu ý giữa hai con chữ này sẽ có một dấu móc nối. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết của vần oe. Các con lại cùng quan sát video này. Ở vần oe thì giữa âm chữ O và âm chữ E cũng có dấu móc nối giống như trong vần oa. Thế nhưng dấu móc nối này chúng ta sẽ đưa bút xuống sâu hơn. Và khi đi viết hai vần oa, oe, đồng thời chúng ta cũng sẽ viết hai từ là hội hoa và múa xòe. Ở nhà, các con hãy luyện viết những từ này vào trong vở tập viết của mình thật nhiều lần để chúng ta có thể viết sao cho thật nhanh, đều, đẹp và chính xác các con nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con cách gõ vần oa, oe và một số từ đơn giản. Đầu tiên, với vần oa, chúng ta sẽ gõ như sau. Bước 1, các con nhấn vào phím chữ O trên bàn phím. Sau đó, nhấn vào phím chữ A. Vậy là chúng ta đã được vần oa. Với từ hoa, chúng ta gõ như sau. Bước 1, các con sẽ nhấn vào phím chữ H trên bàn phím. Sau đó, các con gõ vần oa như cô vừa hướng dẫn. Vậy là chúng ta đã có được từ hoa rồi. Tiếp theo, với vần oe. Để có được vần oe thì đầu tiên các con nhấn vào phím chữ O trên bàn phím. Sau đó, các con tiếp tục nhấn vào phím chữ E. Vậy là chúng ta đã được vần oe. Vậy còn từ xòe thì gõ thế nào nhỉ? Với từ xòe, bước 1, các con nhấn vào phím chữ S trên bàn phím. Sau đó, gõ vần oe như cô vừa hướng dẫn. Cuối cùng, các con nhấn vào phím chữ F trên bàn phím để có được dấu huyền. Vậy là chúng ta đã có được từ xòe.
và việc đi học gõ hai vần cũng như một số từ đơn giản cũng là phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cô hy vọng qua bài học này, các con đã nắm được hai vần mới là vần oa, vần oe, biết đánh vần và đọc trơn một số tiếng khóa, một số từ khóa, nắm được cách viết của vần oa, vần oe cũng như gõ được chúng trên bàn phím máy tính. Bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olmr.vn.